Chào mừng các bạn đã quay trở lại như kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn tham gia chương trình iDrop nhận hai token NMB token các bạn khoảng 10 đô. Con này token này trên sàn là Bitnix. Rồi thì link mình có để một cái bài viết và một cái link video một bài viết đăng ký sàn cho các bạn. Đầu tiên list phần link thứ nhất, các bạn đăng ký một cái sàn, bấm vào sign up, đăng ký email, password, xác nhận password, rồi lướt captcha, rồi vào mail complete nha các bạn. Rồi mình vì mình có một cái bài viết các bạn đọc theo các bạn, rồi mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ nha các bạn. Đầu tiên follow Moritz nè, follow trên một cái sàn Bitnix nha các bạn. Con này trên coi sàn nha các bạn. Rồi follow cái này rất ngon các bạn. Khi các bạn đăng ký một cái mật khẩu, các bạn nhớ ghi một chữ viết qua và một chữ viết thường và số có ký hiệu đặc biệt các bạn. Rồi các bạn theo dõi nè. Đây mình chờ chút mình chép thông tin nha các bạn. Các bạn làm cái gì cũng không thắng từ từ nha các bạn. Mình kỹ càng chứ các bạn, để mình làm hụt chịch cái rồi theo dõi thôi cũng được, nó kêu follow thôi. Rồi follow cái thằng Bitlin nha các bạn. Thầy quên luôn. Mình check kỹ thông tin làm chính xác nó mới trả tao cần các bạn. Mình làm sai một bước là nó không có trả tao cần cho mình. Rồi các bạn thôi dạ, theo dõi luôn nè. Các bạn like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Nó có chương trình này đớp nè. Kèo này ngon lắm nha các bạn, cố gắng làm các bạn. Hai tao cần mà nó có giá trị nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra luôn các bạn ơi. Rồi vậy là mình commit link editor là mình đăng ký cái sàn, là bước thứ hai mình đăng ký cái sàn đầu tiên rồi đó nha các bạn click đăng ký trước đi các bạn. Commit link and refer bit exchange. Con này nó không yêu cầu KC các bạn. Rồi bước 3 là các bạn pin net là test 5 người bạn thay word và request nha các bạn. Rồi test 5 người bạn các bạn và request đó. Rồi các bạn nhấp vào test câu trả lời 5 người bạn nè, các bạn ghi 5 người bạn vô các bạn. Khoan các bạn chờ một chút để mình kiếm 5 người bạn mình nghe các bạn. Rồi các bạn chỉ bấm dẹp A cộng những người bạn theo dõi mình đó nghe các bạn. 1 A cộng Helen. Những người theo dõi mình là mấy là bạn mình nghe các bạn. A cộng xe chị cắt gì mình ấy mình cắt bỏ khúc này các bạn. Rồi các bạn trả lời các bạn. Rồi câu trả lời của bạn rồi, đã trả lời rồi. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Test 5 người bạn, 5 người bạn và request nữa các bạn. Các bạn mình request nó cái nữa các bạn. Các bạn chở quá thì qua liền các bạn. Các bạn vào trang cá nhân đồ ngự, các bạn mình nhớ cái username mình nha các bạn. Rồi mình vô hồ sơ hồi nãy.
cái link comment hồi nãy đâu ta. Hai các bạn chờ mình chút nữa các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Test lại vô một bài này các bạn. Các bạn test lại bình luận. Ủa. Rồi các bạn bấm test lại nha các bạn. Đang trả lời. Ừ, test lại comment các bạn ơi. Mình lộn rồi. Để mình ghi 5 người bạn mình lại. Mấy cái máy nhảy hoài ở cùng. Test lại comment mới đúng chứ. Ở cùng. Về. Mình khúc này mình cắt bỏ nha các bạn. Không các bạn cái gì là mình đã test ra đó. Các bạn like cho nó một bài nha các bạn. Like cho nó cái này. Rồi các bạn ghi quyết cho nó cái test lại các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái link này nè các bạn. Các bạn sao chép đến sao chép liên kết tới Word, có gì nó yêu cầu thì mình bắt vào các bạn. Rồi các bạn trở qua cái form này đi. Rồi tâm các bạn rồi. Rồi các bạn follow Telegram channel của nó nè. Follow Telegram channel và hai kênh Telegram group. Các bạn làm theo dễ các bạn ơi. Các bạn dòm cái form này các bạn làm cũng được, nó khỏi cần ấy mình để mất thời gian các bạn thêm các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra. Rồi các bạn join kênh Telegram thứ hai của nó các bạn. Bao nhiêu phút rồi ta? 7 phút rồi ta. Các bạn join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra, các bạn copy username, nhớ username mình lý cho 3 chữ gạch nha các bạn vào setting nè. Các bạn nhớ username mình nha các bạn. Rồi mình thoát ra mình làm tiếp nhiệm vụ các bạn. Mình join hai kênh Telegram này. Rồi các bạn submit đi IRUP form đó nè. Rồi điện form đó các bạn. Rồi nó load lại trang Google mình nha các bạn. Quá mất thời gian anh em. Rồi, anh em thông cảm nha anh em. Rồi đầu tiên mình đăng ký cái sàn Bitnet rồi. Các bạn ghi email vô nha các bạn. Email là anh Nhân Quỳnh. Email đăng ký cái sàn đầu tiên nha các bạn. Rồi rồi các bạn ghi username theo Word nãy mà các bạn nhớ cái username theo Word của mình vào hình đầu người rồi copy username a cộng trước các bạn a cộng win v n n h 9 rồi cái username Telegram nãy các bạn nãy mình kêu các bạn nhớ đó a cộng anh 0 3 2 9 9 3 1 5 7 7 0 3 2 9 9 3 1 5 7. Rồi các bạn chết vào 1 gạch nè, 2 gạch nè, 3 gạch nè, 4 gạch chết hết nha các bạn. Ủa sao nó không kêu điền địa chỉ với NC20 ta. Thầy quơ username không các bạn, như vậy là nó lấy cái ID của mình, nó trả tóc cần về sàn các bạn, chứ không có trả tóc cần về với NC20 các bạn. Các bạn lưu ý nha các bạn. Rồi các bạn bấm gỡ là bấm gỡ cho tôi bạn sao có trả lời, các bạn bấm vào đây đi. Các bạn bấm gỡ các bạn. Rồi câu trả lời của bạn được hỏi gì chương trình này góp mình kết thúc nha các bạn. Nói thắc mắc gì không hiểu các bạn đã để lại và comment dưới mình sẽ trả lời cho các bạn. Vậy video mình chào tạm biệt các bạn nè. Mình có để một bài viết dưới các bạn nhớ mà tìm hiểu các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ.